Đến hẹn lại lên. Chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, ngày nay trên mạng xã hội thường xuất hiện những bài viết xuyên tạc, phủ nhận công lao và bôi nhọ danh dự Hồ Chí Minh. Đặc biệt vào mỗi dịp kỷ niệm hoặc là ngày lễ lớn thì xuất hiện càng nhiều bài viết kiểu như vậy. Một trong những chiêu trò mà bọn chúng hay sử dụng là xuyên tạc việc Hồ Chí Minh bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam năm 1942 đến 1943. Qua đó vu khống Hồ Chí Minh là gián điệp, phản động quốc tế nên bị bắt giam là tất yếu. Và vì Hồ Chí Minh quá nguy hiểm nên chúng phải dùng tới 18 nhà tù để khuất phục ý chí của ông. Vậy sự thật là như thế nào? Vì lý do gì mà Tưởng Giới Thạch lại phải giam bác ở tận 18 nhà tù khác nhau? Anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Sau 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cách mạng, có những quyết sách quan trọng. Tháng 5 năm 1941, người chủ trì Hội nghị Trung ương 8 khóa 1 quyết định thay đổi chiến lược, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc, độc lập cho đất nước là một nhiệm vụ trước tiên của Đảng ta và của cách mạng Đông Dương. Quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, tập hợp sức mạnh đông đảo của tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, Mặt trận Việt Minh sau hơn một năm ra đời đã có cơ sở ở nhiều vùng trong nước, nhưng vẫn chưa có quan hệ chính thức với một nước nào trong phe đồng minh chống phát xít và việc hợp tác với Trung Quốc để cùng chống Nhật chưa được chính thức cam kết. Trong khi đó, Tưởng Giới Thạch đang đẩy mạnh kế hoạch Hoa quân nhập Việt, quan hệ giữa nhà đương cục Trung Quốc với bộ phận Việt Minh hải ngoại ở vùng Hoa Nam trở nên căng thẳng do bị tổ chức Việt Quốc phá hoại. Vì thế, việc tranh thủ chính quyền Quốc dân Đảng về một số vấn đề được cho là cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc và Việt Nam gặp nhiều trở ngại. Để giải quyết vấn đề quan trọng này, cuối tháng 8 năm 1942, người đi Trung Quốc nhằm gây dựng, phát triển quan hệ và tìm sự ủng hộ của đồng minh, tạo thêm sức mạnh cho cách mạng nước nhà. Trong hành trang của người có tấm danh thiếp, ở giữa in chữ Hồ Chí Minh, một bên in chữ Tân Văn Ký Giả, bên kia in chữ Việt Nam Hoa Kiều. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tên gọi Hồ Chí Minh xuất hiện ở thời điểm này. Hạ tuần tháng 8 năm 1942, lãnh tụ Hồ Chí Minh rời Bắc Bó, Cao Bằng sang Trung Quốc với mục đích là đến Trùng Khánh, nơi chính phủ Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch đặt trụ sở, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cách mạng nước ta và liên lạc với các lực lượng Việt Nam đang hoạt động ở đây. Trên đường đi, người đã dừng lại thôn Pà Mông, cách huyện lỵ Tĩnh Tây, Quảng Tây 17 km, nơi người đã có những năm tháng hoạt động gắn bó với bà con dân tộc thiểu số trước khi về Việt Nam vào tháng 1 năm 1941. Nhiều gia đình ở đây đã trở thành nơi dừng chân tin cậy, thân thiết của người. Trong đó có gia đình ông Từ Vĩ Tam, coi người như người thân trong nhà. Ông Từ Vĩ Tam kể lại, năm ấy Chủ tịch Hồ Chí Minh có Lê Quảng Ba dẫn đường từ Việt Nam sang Trung Quốc. Hơn 4 giờ chiều ngày 12 tháng 7 âm lịch thì đến nhà tôi. Ông Hồ đeo trên lưng một túi lưới, tay cầm gậy, mặc áo kiểu cổ nhà Đường, hai vạt áo màu xám nhạt, để râu, trông giống như một thầy địa lý nông thôn. Ông nói với tôi, lần này ông sang đây là muốn đến Trùng Khánh gặp một nhân vật quan trọng. Dự định là từ đây sẽ đi Bình Mã, huyện Lỵ Điền Đông, tỉnh Quảng Tây, rồi đón ô tô đi tiếp. Hồ Chí Minh nhờ Từ Vĩ Tam tìm người tin cậy dẫn đường đến Điền Đông, nhưng Từ Vĩ Tam cố giữ người ở lại đón Tết Trung Nguyên, rằm tháng 7 âm lịch, một ngày Tết quan trọng của người Trung Quốc. Khó lòng mà từ chối, bác lưu lại đến ngày 16 âm lịch. Sáng 27 tháng 8 năm 1942, Từ Vĩ Tam nhờ Dương Đào, một thanh niên chưa đầy 20 tuổi, người dân tộc Choang, hết sức nhanh nhẹn dẫn người đi Điền Đông. Khi đến xã Túc Vinh, cách huyện Lỵ Thiên Bảo, Quảng Tây 20 km, người bị lính canh giữ lại kiểm tra giấy tờ. Bác Hồ rút trong túi chứng minh thư do Phân hội Việt Nam thuộc Liên hợp quốc quốc tế chống xâm lược cấp, ghi rõ: nay cử đặc phái viên Hồ Chí Minh đi gặp chính quyền Trung Quốc, mong được giúp đỡ trên đường đi, đưa cho chúng. Tuy nhiên thì khi khám xét, thấy Hồ Chí Minh còn mang theo nhiều giấy tờ khác như là chứng nhận là hội viên Hội Viết Báo Thanh niên Trung Quốc, giấy chứng nhận là thông tin viên đặc phái của Thông tấn xã Tân Văn Quốc tế và giấy thông hành quân dụng do Bộ Tư lệnh Đệ tứ Chiến khu ký năm 1940, bọn lính canh nghi ngờ bác nên giữ lại để xét hỏi. Sau đó chúng áp giải Hồ Chí Minh từ Túc Vinh lên Thiên Bảo rồi đưa về huyện Tĩnh Tây. Trên đường đi chợ đồ ăn, chị gái Từ Vĩ Tam thấy Hồ Chí Minh bị cảnh sát áp giải, vội vàng chạy về báo cho Từ Vĩ Tam. Ngay lập tức, Từ báo cho Lê Quảng Ba khi đó đang ở tại nhà ông, đồng thời cử Vương Tích Cơ, người em kết nghĩa, đến nhà Lao huyện tìm hiểu sự tình. Vương Tích Cơ kể lại, tôi nấu cơm, mua thức ăn,
xin vào thăm ông Hồ Chí Minh. Ăn cơm xong, ông lấy bút chì viết mấy chữ bằng tiếng Việt và đưa cho tôi. Tôi giấu thư vào trong ống tay áo, chạy về nhà đưa cho Lê Quảng Ba. Ba hôm sau, tôi cùng với Lê Quảng Ba lên gặp Hồ Chí Minh. Lê Quảng Ba trực tiếp nghe ông Hồ căn dặn rồi đi thẳng về Việt Nam. Sau một thời gian bị giam giữ, sở chuyên viên tiếng Tây không có cách nào xác minh được lai lịch của Hồ Chí Minh, nên đưa người đến Liễu Châu rồi giải đến Quế Lâm để văn phòng Ủy ban quân sự thẩm tra. Nhưng nhà đương cục Quế Lâm cũng không xác minh được lai lịch của người. Trung tuần tháng 1 năm 1943 lại giải người về Liễu Châu để Bộ Tư lệnh Đệ tứ Chiến khu xác minh. Đến đây, nhà chức trách của chính phủ Trùng Khánh, Quốc dân đảng đã dẫn giải Hồ Chí Minh qua 13 huyện của tỉnh Quảng Tây. Nhật ký trong tù, bác viết: Quảng Tây giải khắp 13 huyện, 18 nhà lao đã ở qua. Tính từ lúc bị bắt 28 tháng 8 năm 1942 đến khi được trả lại tự do vào ngày 10 tháng 9 năm 1943, Hồ Chí Minh bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giải qua 30 phòng giam thuộc 18 nhà lao của 13 huyện tỉnh Quảng Tây. Sống trong chế độ nhà tù ngột ngạt, ốm đau và bệnh tật, nhưng người vẫn không ngừng hoạt động cách mạng. Ngoài viết tập thơ nhật ký trong tù gồm 135 bài, có tài liệu viết là 133 bài, phản ánh cục diện xã hội Trung Quốc, thể hiện khí phách kiên cường, cao thượng của một người cộng sản kiên trung. Người còn tìm hiểu chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn và vẫn tìm cách gửi thư về nước. Hồi ức của Bành Đức, thượng úy, cục chính trị đệ tứ chiến khu viết: Buổi sáng mưa dầm đầu năm 1943, người ta áp giải một ông già râu tóc lốm đốm bạc đến cục chính trị, lệnh cho ông ta ngồi xổm dưới cây khuynh diệp ở bên phải rồi vào văn phòng trình giấy. Sau đó ông già được giao cho trung đội cảnh vệ coi giữ. Ông già này là người như thế nào không ai rõ. Trung đội cảnh vệ giam ông vào trong một gian phòng nhỏ bốn phía tường gạch, có lấy dây thép gai bao quanh. Hàng ngày ông già ngồi tựa vào hàng rào, trầm tư hoặc xem sách. Khi nhận được tin bác bị bắt, nhân danh các đoàn thể cứu quốc, Trung ương Đảng ta lập tức viết một loạt kiến nghị bằng chữ Hán và chữ Pháp gửi tới chính quyền Tưởng Giới Thạch. Các cơ quan quốc tế ở Trùng Khánh như là Sứ quán Mỹ, Đoàn Cố vấn Liên Xô, các cơ quan thông tấn báo chí phát động chiến dịch đòi thả Hồ Chí Minh, đại biểu của phong trào cách mạng Việt Nam bị bắt nhầm. Và những kiến nghị đó đã phát huy tác dụng. Apathy, thiếu tá trưởng phòng Đông Dương thuộc cơ quan tình báo chiến lược Mỹ OSS thừa nhận Sứ quán Mỹ ở Trùng Khánh chuyển về Washington các bản kiến nghị trên. Còn phân xã TASS ở Trùng Khánh đã điện thúc giục chính phủ Tưởng Giới Thạch trả tự do cho Hồ Chí Minh. Nhận được kiến nghị, Viện trưởng Viện Lập pháp Quốc hội Tôn Khoa đã chuyển tới Ngô Thiết Thành, Chánh văn phòng Trung ương Quốc dân Đảng. Ngô Thiết Thành đã gửi điện cho tỉnh trưởng Quảng Tây chỉ thị. Xét rõ rồi phóng thích, nhưng khi đó bác đang bị giải trên đường nên lệnh trên không thực hiện được. Biết tin là đồng chí Hồ Chí Minh bị giam cầm, Đảng Cộng sản Trung Quốc cử Chu Ân Lai bàn bạc với chính phủ Quốc dân Đảng. Thay mặt lãnh đạo đảng, Chu Ân Lai tìm gặp Phùng Ngọc Tường, viên tướng của quân đội Tưởng Giới Thạch có khuynh hướng thân cộng sản, đề nghị ông ta tìm cách cứu Hồ Chí Minh. Trong khi đó, đoàn cố vấn Liên Xô ở Trùng Khánh cũng nhờ tướng Phùng Ngọc Tường tìm cách khuyên Tưởng Giới Thạch trả tự do cho bác. Phùng Ngọc Tường gặp và chất vấn Tưởng Giới Thạch: Hồ Chí Minh là cộng sản hay không, tạm chưa bàn đến. Mặc dù có là cộng sản Việt Nam, liệu chúng ta có cần và có quyền bắt giam người của Đảng Cộng sản ngoại quốc hay không? Thành viên trong đoàn cố vấn Liên Xô ở Trùng Khánh chẳng phải là cộng sản đó sao? Tại sao chúng ta lại không bắt giữ họ? Việt Nam ủng hộ Trung Quốc kháng chiến, vậy coi Hồ Chí Minh là bạn, chứ tại sao lại là tội phạm? Ông ta yêu cầu Tưởng Giới Thạch trả tự do cho Hồ Chí Minh với tư cách là người bạn của nước đồng minh. Qua nhiều thông tin, tướng Trương Phát Khuê, tư lệnh đệ tứ chiến khu đóng tại Liễu Châu, biết được Hồ Chí Minh là lãnh tụ hết sức có uy tín với phong trào cách mạng Việt Nam. Ông ta muốn tranh thủ được sự ủng hộ của các đoàn thể ở Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Nhật nên muốn trả tự do cho Hồ Chí Minh. Đầu tháng 9 năm 1943, nhân dịp Hầu, chủ nhiệm cục chính trị của đệ tứ chiến khu về Trùng Khánh họp, Trương Phát Khuê giao Hầu báo cáo ý kiến của ông lên nhà đương cục tối cao. Lúc này Tưởng Giới Thạch đã nhận được nhiều thông tin về việc bắt giam Hồ Chí Minh, lại đang chịu nhiều áp lực về sự việc trên nên khi nghe Hầu báo cáo, ông ta lệnh cho đệ tứ chiến khu trả tự do cho bác. Từ Trùng Khánh trở về, Hầu chủ nhiệm thực hiện mệnh lệnh đưa Hồ Chí Minh ra khỏi trại giam, nhưng lưu lại cục chính trị để xem xét cảm hóa. Ngày 10 tháng 9 năm 1943, sau một năm 14 ngày bị giam giữ, tự do trở lại với bác. Bành Đức kể lại, sau khi ông Hầu đi họp ở Trùng Khánh về, một hôm sắp dùng cơm trưa,
ông ta yêu cầu phải làm thêm mấy món để mời một ông già đang bị giam giữ, tức là Hồ Chí Minh cùng ăn. Ông còn mời thêm mấy trưởng phòng. Tuy hầu chủ nhiệm không giới thiệu gì về ông già trước mọi người, nhưng mà ai cũng bàn tán về ông. Họ nói là ông khi thì bị bắt giam, khi thì được đãi như khách quý, thật là kỳ lạ. Sau đó ít lâu, có người mới tiết lộ đó là một nhà cách mạng Việt Nam. Từ đó ông già không bị giam giữ nữa. Ngày ngày ông già cùng ăn cơm, chuyện trò và cười nói với các nhân viên ở Cục Chính trị. Mọi người đều gọi ông già là ông Hồ. Ông Hồ rất giản dị, ăn mặc quân phục vải thô. Lúc ra ngoài, ông luôn đi bộ. Được trả tự do, Hồ Chí Minh tìm cách liên lạc với các đồng chí trong nước. Thư từ Liễu Châu gửi về, Hồ Chí Minh đều nói là sức khỏe rất tốt, căn dặn mọi người chớ bận tâm về người mà ảnh hưởng đến công việc, động viên tất cả hãy cố gắng. Người cục báo tin tuy được tha nhưng vẫn bị giữ lại làm cố vấn, nên cần có những văn kiện vận động mạnh mẽ hơn để chúng thả thật sự. Người còn căn dặn một số công việc cụ thể phải làm gấp. Để giữ bí mật, những lời dặn dò được bác viết bằng cháo loãng trên lề tờ báo. Khi nhận được, các đồng chí ở nhà lấy cồn iốt bôi lên, chữ hiện ra. Năm tháng tù đầy đã làm cho bác răng rụng mất một chiếc, tóc bạc thêm mấy phần, sức khỏe giảm sút. Người tự nhủ một chiến sĩ bị tê thấp thì không làm gì được, nên đã cố gắng rèn luyện, lấy leo núi, tắm sông để phục hồi sức khỏe. Một buổi sáng chủ nhật mùa đông năm 1943, thấy người đang tắm dưới sông, tướng Trương Phát Khuê phải thốt lên. Hồ Tiên Sinh là người An Nam, An Nam ở vùng nhiệt đới, sang đất Liễu Châu chúng tôi chịu được cái rét mùa đông đã không hề đơn giản. Thế mà nay Hồ Tiên Sinh còn bơi được ở dưới dòng nước lạnh giá này thì thật là kỳ tài, thật là kỳ tài. Thời gian ở Liễu Châu, Hồ Chí Minh ra sức vận động, xây dựng lực lượng cho cách mạng Việt Nam, tìm sự ủng hộ của bạn bè quốc tế với cách mạng trong nước, đào tạo cán bộ cho sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền, đặc biệt là vận động nhà đương cục Quốc dân Đảng sớm để người về nước. Ngày 9 tháng 8 năm 1944, Hồ Chí Minh rời Liễu Châu về Việt Nam, cùng đi với người có 18 thanh niên Việt Nam đã qua các lớp huấn luyện đặc biệt. Thờ lệnh cấp trên, ngoài giấy tờ đi đường, tướng Trương Phát Khuê còn cấp bản đồ quân sự, tài liệu tuyên truyền, thuốc chữa bệnh và 76.000 đồng quan kim để đi đường và kinh phí huấn luyện. Ngày 20 tháng 9 năm 1944, Hồ Chí Minh về đến Park Bo, kết thúc một quãng thời gian khá đặc biệt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người. Tháng 10 năm 1944, trong thư gửi đồng bào, người kính cáo: nhân dịp ở ngoài mà tôi hiểu rõ chính sách của các hữu bang và khẳng định cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ trong một năm hoặc là một năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp, ta phải làm nhanh. Và sau đó là lịch sử như chúng ta đã biết. Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân giành lại chính quyền và chỉ 9 năm sau đánh bại người Pháp tại trận Điện Biên Phủ. Và thời lượng cho video ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Và nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.